Mở đầu là tin vui về xuất khẩu. Sáng nay 22 tháng 11, container thịt ngao đóng hộp đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang châu Âu, mở màn cho đơn hàng lên tới 2 triệu hộp thịt ngao sẽ được xuất khẩu sang thị trường khó tính này. Lô hàng này được chế biến từ ngao đánh bắt tại các bãi nuôi ngao của tỉnh Nam Định, đã đạt tiêu chuẩn ASC, tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản khắt khe bậc nhất trên thế giới. Lô hàng này tương ứng với 2.000 tấn ngao nguyên liệu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm nay sẽ đạt từ 640 đến 645 tỷ đô la Mỹ và cán cân thương mại duy trì ở mức xuất siêu nhẹ. Đây là dự báo của Bộ Công Thương. Đặc biệt các ngành có thế mạnh như dệt may, da giày dù chịu tác động lớn của dịch nhưng vẫn đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến. Theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, các ngành có thể lấy lại được tốc độ tăng trưởng như trước khi có dịch. Những ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu như điện thoại, điện tử, máy móc, linh kiện cũng có thể đạt mức tăng trưởng xuất khẩu từ 15 đến 25% trong năm nay. Thưa quý vị, để quả ớt địa phương được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường như Trung Quốc, Malaysia, vụ đông năm nay, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu triển khai xây dựng việc cấp mã số vùng trồng đối với cây ớt. Đây sẽ là cơ hội nâng cao giá trị sản xuất ớt, đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định. Xã Yên Phong có 165 hectare cây rau màu, trong đó có 100 hectare ớt. Nhiều năm nay, cây ớt được coi là cây trồng chủ lực của địa phương. Tuy có giá trị cao hơn so với nhiều cây trồng khác, nhưng việc tiêu thụ ớt thường thiếu ổn định. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, vụ đông này, Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Phong có gần 60 hectare ớt được huyện hỗ trợ xây dựng các quy trình để cấp mã số vùng trồng. Hợp tác xã hướng dẫn bà con trong cái quá trình sản xuất là cũng hướng dần đến cái sản xuất theo cái hướng hữu cơ, sử dụng các loại phân vi sinh cũng như cái thuốc bảo vệ thực vật là cũng dùng các loại thuốc vi sinh là chủ yếu để đảm bảo cho cái quả ớt được chất lượng và xuất khẩu đi nước ngoài. Vụ đông năm 2021, huyện Yên Định có kế hoạch gieo trồng 1.000 hectare ớt. Những năm trước, hầu hết sản phẩm ớt sau thu hoạch sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Malaysia, một số nước châu Âu và tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, gần đây, các đối tác nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia yêu cầu ớt phải có mã số vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Để đảm bảo thị trường tiêu thụ ớt ổn định, huyện Yên Định đã xây dựng mã số vùng trồng cho diện tích trồng ớt xuất khẩu. Bước đầu, theo đánh giá của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 15 vùng trồng với 135 hectare tại các xã Yên Phong, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hưng, Định Hòa, thị trấn Quý Lộc và hai cơ sở đóng gói của hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, đảm bảo yêu cầu có thể đăng ký cấp mã số theo quy định, đáp ứng được các yêu cầu của các nước nhập khẩu là Trung Quốc và Malaysia. Thiết lập các mã vùng trồng này thì nó đòi hỏi có cái sự vào cuộc của hệ thống chính quyền cơ sở trong cái việc quản lý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật cũng như là hỗ trợ và hướng dẫn bà con nông dân trong cái việc thu hái, đóng gói cũng như là cái quá trình sản xuất để đạt được cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 3 năm gần đây, diện tích cây ớt của Thanh Hóa duy trì từ 3.000 đến hơn 4.000 hectare. Đây là một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, lợi nhuận có thể đạt tới vài trăm triệu đồng hecta mỗi vụ. Cùng với từng bước xây dựng cấp mã số vùng trồng cho cây ớt, ngành nông nghiệp Thanh Hóa cũng đang tiến hành xây dựng để có thể cấp mã số vùng trồng cho các vùng sản xuất nông sản khác, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Tiếp tục với thông tin thị trường trong nước, tại thành phố Cần Thơ, dù số ca mắc mới đã giảm nhưng vẫn ở mức cao trên 500 ca. Đáng lo ngại là đã xuất hiện những ổ dịch ở các khu chợ. Đó là trung tâm thương mại Thốt Nốt ở quận Thốt Nốt và chợ Trường Xuân A ở huyện Thới Lai. Trước đó, ở hai khu chợ này, ngành y tế đã phát hiện một số tiểu thương mắc COVID-19. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, chính quyền địa phương và ban quản lý chợ đã cho tạm đóng cửa để khử khuẩn, tiệt trùng. Hiện chỉ mới có khoảng 27 trong tổng số 105 chợ ở Cần Thơ hoạt động trở lại. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với công an huyện Hướng Hóa phát hiện một ô tô có dấu hiệu nghi vấn chuyển pháo nổ từ xã Tân Long về hướng thành phố Đông Hà. Xe ô tô do Trần Đình Tùng điều khiển, trên xe chở Hồ Văn Nhòm, cả hai đều trú tại xã Tà Gột, huyện Đắk Rông. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển 78 hộp pháo nổ, chứa 157 loại ống hình trụ tròn. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.